Tu hành phải có lòng khao khát giải thoát sinh tử. Chúng ta sống trên thế giới này thật sự không có ai để nương tựa, chỉ có pháp môn Quán Âm mà thôi. Chúng ta chỉ có thể nương vào lực lượng minh sư, những người khác không thể cứu chúng ta. Không ai là bạn của chúng ta cả, không một ai thật sự là ân nhân của chúng ta, vì khi chúng ta chết, không ai có thể cứu chúng ta. Chỉ có minh sư ở cạnh bên mà thôi. Người khác không sao giúp được. Dù là cha mẹ, thân nhân, bạn bè đều không có lực lượng nào hết. Họ chỉ ở đó khóc than thôi, hoặc các vị cao tăng đại đức nổi danh cũng chỉ có thể đứng một bên thương khóc giùm. Họ cũng không có lực lượng để cứu linh hồn chúng ta. Cho nên, chính bản thân tu hành thì mới được lợi ích tốt nhất. Thân nhân của người tu hành chỉ được siêu sinh chứ không được giải thoát. Chỉ tránh được những nỗi khổ đau của các kiếp sống thấp hơn thôi, chứ không được giải thoát. Giải thoát là vĩnh viễn không trở lại, không làm người nữa. Chúng ta phải tự tu hành mới đạt được, không ai có thể tu giùm rồi mình được giải thoát. Không có chuyện này. Cho nên, giải thoát và siêu sinh có rất nhiều điểm khác nhau. Vì vậy, quý vị đừng hỏi tôi sao năm đời không được giải thoát. Họ không được giải thoát mà chỉ siêu sinh thôi. Còn phải xem quý vị tu hành đến đâu, tin tôi được bao nhiêu, nghiệp chướng của họ sâu nặng đến mức nào. Do đó chúng ta vẫn phải nương vào sự tu hành của chính mình. Có phải vậy không? Bằng không, chỉ cần một người tu là ai nấy đều được giải thoát. Vì không có ai trên thế giới này mà thật sự không có liên quan đến mình. Tôi nói lời trung thực nên mọi người nghe nghịch tai. Ai cũng thích được khen, thích được ủng hộ và đồng ý. Không ai thích nghe lời trái tai. Cho nên thế giới này mới điên đảo và vô minh như vậy. Những người tu pháp môn Quán Âm phải dũng cảm, phải tu ngược trở lên lại. Chúng ta không thể chạy xuôi xuống như người khác. Chúng ta phải làm những việc mà người khác không thể làm, phải nhẫn nhịn những chuyện mà người khác không thể nhẫn nhịn. Phải chấp nhận những lời mà người khác không thể chấp nhận. Được như vậy, chúng ta mới thật sự là đại trượng phu. Tu hành phải nỗ lực mới được, không phải ngồi đó đợi đồng hồ báo thức là xong. Chúng ta phải có lòng khao khát mới có kết quả tốt. Bằng không, những người tàn tật không thể đi đứng, cứ ngồi hoài như vậy, đã sớm thành Phật rồi. Có người ngồi đợi cho hết giờ thiền, coi như làm bài xong. Đứng dậy khấn chào hình sư phụ một cái, rồi chạy đi nói chuyện chơi. Tu hành không phải như vậy. Chúng ta tu hành phải có lòng khao khát giải thoát sinh tử, phải hiểu rất rõ như vậy. Giả sử ngày hôm đó chúng ta cảm thấy chán, không có lòng khao khát, thì nên tìm cách làm cho lòng khao khát được phát triển. Tìm đồng tu nói chuyện về sư phụ, hoặc đọc sách sư phụ, hoặc đọc kinh điển nào đó, để có thể khơi dậy lòng khát khao giải thoát. Hoặc nghe đồng tu hát những bài ca tâm linh khiến cho chúng ta cảm động, nghe mà rơi lệ và thật sự cảm nhận được chúng ta muốn đến bên kia bờ bỉ ngạn. Hoặc đọc phẩm phổ môn hay đọc bất cứ bộ kinh điển nào có thể khơi dậy lòng khao khát được giải thoát sinh tử luân hồi của chúng ta. Như vậy mới đúng. Nếu không, đọc sách sẽ vô dụng. Quý vị hiểu không? Master Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Đài Nam Formosa vào ngày 3 tháng 11 năm 1988, nguyên văn tiếng Trung Hoa. Thật ra không có ngã chấp. Vấn: Sư phụ, ngài có thể khai thị một chút về vấn đề ngã chấp làm cản trở chúng ta gần gũi Thượng Đế bên trong được không? Chúng con nên làm như thế nào để dẹp bỏ ngã chấp? Ngã chấp do ảnh hưởng mà có. Thật ra không có ngã chấp, chỉ là sự ảnh hưởng của hoàn cảnh mà thôi. Khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta làm sai điều gì thì bị phạt, làm đúng thì được khen. Có lúc được khen thái quá, cho nên chúng ta học được cách khoe khoang chính mình để được khen tặng hay được phần thưởng. Lớn lên, chúng ta đi học, thấy những người thông minh hay giỏi về xã giao nhận được nhiều điều lợi ích, cho nên chúng ta cũng bắt chước tìm cách giành hạng nhất.
nói những lời dễ nghe, làm những việc để lấy lòng người khác, mặc dù nhiều khi không thành thật, mà chỉ vì muốn được khen tặng mà thôi. Đó chính là nguyên nhân chúng ta có thói quen xử lý mọi việc theo phương cách chúng ta muốn, hầu gây sự chú ý của mọi người. Đó chính là cái mà chúng ta gọi là ngã chấp. Thật ra lúc đầu không có ngã chấp. Chúng ta chỉ quá chú trọng về việc thành bại. Chúng ta kiêu hãnh về bản thân. Chúng ta nghĩ, ồ, tôi đã hoàn thành công việc này, tôi sẽ làm công việc kia. Tôi hay hơn anh ấy, họ đều bị tôi gạt rồi, vân vân. Chúng ta càng ngày càng kiêu ngạo, và đó gọi là ngã chấp. Thói quen do đầu óc tạo thành. Trên thực tế, chỉ đều là thói quen mà thôi, không phải bẩm sinh là vậy. Cho nên sư phụ mới nói hoàn cảnh rất quan trọng cho một cá nhân. Hai người có trình độ thông minh tương đương nhưng được trưởng thành trong hoàn cảnh khác nhau sẽ có sự phản ứng khác nhau khi đối diện với cùng một tình huống. Đó là do những thói quen mà họ thu thập, do những điều họ học hỏi khi còn nhỏ và trong cuộc sống hàng ngày. Cho nên thật ra không có ngã chấp. Chúng ta chỉ đối phó với thói quen mà thôi. Chẳng hạn như bây giờ quý vị muốn tọa thiền, nhưng vì quý vị đã quen với lối sống bận rộn, bây giờ quý vị phải uống cà phê, 8 giờ phải đi khiêu vũ. Rồi giờ sư phụ bảo quý vị ngồi ở đây, thật thê thảm. Đôi khi còn không thấy Thượng Đế, và không phải lần nào cũng thấy, phải không? Một số người may mắn được nhìn thấy Thượng Đế mãi, họ cho là điều dĩ nhiên. Nhưng một số người ngồi đến mông sắp sửa rớt ra, mà vẫn không thấy gì cả. Dĩ nhiên những chuyện này làm cho quý vị không vui, khiến quý vị khó mà tin rằng có Thượng Đế, khó tin rằng Thượng Đế có tình thương. Nếu Thượng Đế có tình thương, tại sao Ngài không đến với tôi? Tại sao Ngài lại đến với người hàng xóm? Bởi vì từ nhỏ lớn lên, quý vị học được cách so sánh giống như người thế tục. Họ dạy quý vị, người láng giềng hay hơn quý vị, xe của anh ta mắc tiền hơn, tại sao Thượng Đế cho anh ta mà không cho tôi? Những chuyện như vậy. Đó được gọi là ngã chấp, cái đầu óc hay biện bạch mà chúng ta thâu thập được từ ảnh hưởng của xã hội. Cho nên bây giờ chúng ta phải làm ngược lại. Mỗi khi chúng ta suy nghĩ dớ dẫn, chúng ta nói, hứ, đây chỉ là thói quen mà thôi, tôi không tin những chuyện rác rưới đó. Sau đó, quý vị làm việc của quý vị, đừng nghe theo sự xúi dục của đầu óc, dần dần quý vị sẽ quen. Tha thứ cho mình và cố gắng trở lại. Những người tâm đơn thuần dễ câu thông với Thượng Đế hơn, bởi vì họ không có quá nhiều tư tưởng, quá nhiều sự so sánh hay quá nhiều kiến thức phải khắc phục. Những người trí thức hay đôi khi những người thành công hơn thường phức tạp hơn, vì họ phải mưu cầu trong lĩnh vực này để thành công, thí dụ như vậy. Cho nên họ quen suy nghĩ, phân tích lợi hại, được, thua, thành, bại. Nếu tôi ngồi thiền, Thượng Đế sẽ cho tôi những gì? Tôi sẽ thu hoạch được gì? Làm như thế có đáng không? Quý vị biết đó, thời giờ là tiền bạc mà. Mọi người cười. Chẳng hạn như vậy. Rồi trong tiềm thức, chúng ta đã tự cản trở mình trên con đường đi lên thiên đàng. Đó chúng ta gọi là ngã chấp. Thật ra thì không có. Thí dụ nhiều đứa bé lớn lên trong một gia đình thường bị đánh đập, khi lớn lên thường hay trở thành tội phạm. Bởi vì lúc nhỏ không được ai quan tâm đến, nên khi lớn lên chúng cũng không thương ai cả. Chúng chỉ biết dùng bạo lực, dùng quả đấm hay bất cứ võ lực gì có được để chiến thắng kẻ thù, để trở thành kẻ mạnh hơn. Phần đông chúng không dễ thương và rất khó cho chúng thay đổi điều đó. Quý vị sẽ nói đó là ngã chấp của chúng, nhưng sư phụ cho đó là thói quen, khiến chúng phản ứng như vậy. Khi chúng ta nói thói quen, không những dễ hiểu hơn là ngã chấp, mà như vậy cũng để nắm được và sửa đổi hơn. Ngã chấp nghe rùng mình quá, giống như một thực thể mà chúng ta phải vất vả với nó. Thật ra không khó khăn như vậy. Ngay cả việc đánh răng, nhiều người không đánh răng mỗi ngày 3 lần vì họ không có thói quen này và họ cũng không muốn thay đổi.
Lúc nhỏ sư phụ cũng không mỗi ngày đánh răng 3 lần, nhưng khi lớn lên sư phụ biết như vậy sẽ hư răng. Sư phụ lại thích đẹp. Mọi người cười. Từ đó sư phụ ý thức được sự quan trọng của thói quen này, cho nên kể từ đó sau khi ăn cơm, sư phụ đều đánh răng. Vậy đó, chỉ là thói quen thôi nhé. Cho nên hãy tha thứ cho mình và cố sửa đổi. Master Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị vào ngày 6 tháng 9 năm 1994 tại Hawaii. Bản tin số 43. Cũng cần một ít ngã chấp. Sư phụ, hôm qua có một người mới bỏ đi, không muốn tiếp tục làm việc. Rồi một người khác cảm thấy phiền não. Tôi nói đừng lo, chỉ là có quá nhiều ngã chấp. 8,5% ngã chấp là quá nhiều để ở lại đây và làm việc trong một hoàn cảnh khiêm tốn và sống trong điều kiện khiêm tốn như thế, trong hang động. Nhưng họ có đầy đủ thực phẩm. Tôi chọn người nấu bếp giỏi nhất cho họ và mang thức ăn mỗi ngày. Bất cứ gì họ cần, họ viết xuống là có. Hang động thì ấm áp, có máy sưởi, có quạt, có nước bên ngoài. Khi bước ra khỏi động là có một mái hiên, nơi để giày dép để không bị ướt, và nơi để chùi. Còn có một bồn nhỏ rửa tay được làm bằng chất liệu thiên nhiên, không phải loại mua ở chợ, mà làm bằng đá do tôi thiết kế. Mỗi hang động có một bồn đá bên ngoài, có nước, còn là nước trong vòi ra nữa. Trời ơi, còn cần gì nữa, phải không? Lại có phòng tắm, nhà vệ sinh công cộng, còn có nước nóng nữa. Chúng ta trở lại vấn đề ngã chấp. Đẳng cấp của người đó, ồ, anh kia có quá nhiều ngã chấp. 8,5% là quá nhiều. 8,5% là quá nhiều. Nên anh này lo về ngã chấp của mình. Anh chàng buồn đó. Tôi bảo, đừng lo, anh chỉ còn lại 1% thôi. Và nếu nhiều khi nó trỗi dậy, tôi sẽ cắt cho anh. Đừng lo. Nhưng 8,5% cần thời gian rất lâu để cắt. Chỉ cắt mới chút xíu là anh ta đã bỏ đi rồi. Không thể sửa đổi một người quá nhiều khi người đó có quá nhiều ngã chấp. Và anh này buồn vì người kia bỏ đi. Anh này nói, ồ thưa sư phụ, 1%, xin ngài cắt luôn được không? Tôi nói, không được. Tôi bảo rằng, đó là mức tối thiểu anh cần để sống trên trần gian này. Phải có một chút thúc đẩy, động lực. Vì nếu anh không còn ngã chấp, mà lại không phải là minh sư, thì anh không muốn làm bất cứ việc gì nữa. Anh không có động lực, không có sự thúc đẩy, hoặc có lực lượng thôi thúc. Hiểu điều đó không? Nên cũng cần một chút ngã chấp. Nhiều thì không tốt, tới khoảng 2% thì không sao, để ở lại và gọi là thường trú. Master Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Tây Hồ vào ngày 11 tháng 11 năm 2017. Ngã chấp bắt đầu từ đâu? Đa số con người hay bị mờ mắt bởi những tiện nghi của cải vật chất, nên họ không muốn nhìn xa. Vì tình cảnh thế giới này là vậy, nó khiến cho con người như vậy, chứ họ không có sinh ra như vậy. Đa số họ sinh ra từ những nơi huy hoàng, rực rỡ. Khi đến đây, họ bị ma dương làm họ phải phấn đấu cho cuộc sống, nên họ chỉ có nghĩ tới tiền tài, vàng bạc, thêm tiện nghi, thêm vinh quang và sống thoải mái hơn. Làm việc ngày đêm như vậy mà vẫn không đủ tiêu dùng, thật là khổ cho họ. Vậy thì họ làm sao quên được nhu cầu sinh sống? Chỉ có thể nghĩ tới ngày mai ăn làm sao, ngày mai có thêm nữa, hay hàng xóm có xe tốt hơn. Đủ thứ chuyện chung quanh làm cho họ nghĩ như vậy. Rồi từ từ nó trở thành giống như bản tánh của họ. Rồi họ nhận diện họ là vậy, và từ đó cái ta mới sinh ra. Rồi một khi họ có được tất cả những thứ mà họ cho là vinh quang, thì lúc đó cái ngã trở thành ngục tù vững chắc, không đập bể được nữa.
ta đã kiếm được những thứ này, ta đã thành công. Ta vĩ đại, ta khôn ngoan, ta là một nhà kinh doanh tài ba. Thấy tôi nuôi nổi 5 người của gia đình tôi không? Tôi còn nhiều hơn để cho hàng xóm hay là cho nạn nhân thiên tai, bất cứ gì. Sau đó, cái ngã càng ngày càng cái dương miệng lớn hơn, địa vị càng ngày càng cao. Rồi không ai nói gì được với người đó nữa. Trích đoạn từ bài giảng của Master Thanh Hải Vô Thường Sư trong VCD 793 vào ngày 21 đến 24 tháng 8 năm 2007 tại Pháp.